Hi, chào tất cả anh em yêu thích game Lăng Vân Chi Kiếm. Thì nói chung là tối nay thì mình sẽ review thử xem cái bộ đánh hải đảo thì như thế nào vậy nè. Thì anh em cũng biết rồi đó, đánh hải đảo này thì toàn là đối thủ trâu dân bò không à, chứ không ai là gà hết anh em ơi. Nói chung là trâu bò lắm, cho nên là vô đây là chỉ có, nhưng mà đỡ cái là ghép hên xui anh em ơi. Ở đây thì không thấy anh em ai ghép đội chứ, vô cái là chơi là hên xui thôi à. Rồi nói chung là ba người này thì mình là to nhất nè, mình ghép với mấy nhỏ nhỏ, mấy người là kiến thấp là chắc chắn mình đánh gặp boss rồi nè. Chà 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 chà, không phải boss anh em ơi, nó mới vô mình tưởng đâu boss không có ta. Ô mình tưởng đâu boss, mình tưởng đâu đánh với boss cho nó đánh mình xém chỉ là xịt máu rồi chứ. Thì ghép cái này thì hên xui nha, nhiều khi đụng với tớp, nói chung là bé đó rồi chăng này hết sợ thua rồi anh em ơi. Mặc dù á Nghĩa không được là top 1 liên server nhưng mà cũng là top 2 liên server nha, mình không thể nào mà gặp được top 1 được hết, hiếm lắm mới gặp mà top 1 thôi anh em ơi. Đó, nói chung là Nghĩa thì bên server mười mấy đó anh em, như server 15 hay gì đó, thì mới gặp server ngày hôm qua thôi, mà nói chung là vô đây đụng nhau thì chắc ăn rồi anh em ơi. Cái này thì cái hoạt động này mà vô, một là đụng Nghĩa, hai là đụng với Duẩn rồi ha, Duẩn dễ dãi á thì coi như là yên tâm. Hồi trước kia thì đụng với Tình, Tình nó top 1 nhưng mà nó ốp rồi, nó bán ngặt rồi. Kim vợ mua lại nhưng mà thấy nó cũng yếu nè, Kim nè, đó nó Kim nè. Thì cũng mới có một B thôi, so với Nghĩa thì xa lắm. Nghĩa tại vì ba B mấy rồi, Nghĩa hôm nay ba B mấy rồi, top 2 mà. Để coi coi. Rồi nói chung là thắng chắc anh em ạ, không thua được đâu. Trời ơi gặp đụng Nghĩa, Nghĩa với Kim luôn anh em, Nghĩa với Kim luôn mà làm sao mà thua được. Nói chung là top 2, còn Nghĩa Kim thì nằm trong top 6, top 7 vậy đó. Tại vì bán ạc rồi thì không có mạnh bằng như là trước kia, như cái Tiểu Tình, ạc của Tiểu Tình. Thì cái hoạt động này thì anh em cũng biết rồi anh em ơi, chỉ là vô ghép để đánh nhau thôi chứ không có gì nữa hết. Ở đây bay chỉ được có hai đoạn thôi anh em ơi. Đấy. Không được, không bay được đoạn thứ ba thì ở đâu bay cũng được chứ anh em thấy cái này gọi là sao sao ta, Sơn Hà hả? Nãy giờ cũng không thấy Duẩn nha ta, thấy Nghĩa, Nghĩa đã bung ra rồi nè. Duẩn không có Kim nè, có Kim nè. Cái cụm của mình đó, đây là cái cụm này là top 1 của top 1 của Liên Server luôn đó nha nè. Cụm này là dính vô top 1 luôn á. Anh em nào mà sau này mà ghép chung với cụm mình là chắc chắn là đụng top luôn á. Trận này cũng khó mà thua lắm anh em ạ. Chà chà. Ai ai quất một phát cả ta. Đổ ra anh. Quất một phát đi ót ót, hên là mình ghép với Kim anh em, mình mà ghép với ai là coi chừng lủm luôn á. Khỏi nói là mình cũng bị biết rồi, bị bộ kích nó quýnh rồi. Bé kem này chắc tầm khoảng 400 mấy quá. Sâu rượu trâu lắm anh em ơi, như top 3 đó anh em ơi. Sâu rượu top 3 đấy. Đấy, sâu rượu đang chấp hay gì đây? Chà. Phải trưởng. Ý, nó đứng ở dưới nó không chịu lên, tới hồi lên nó một nó chấp ba đó anh em. Có nghĩa là nó để cho hàng kia chết hết đi. Đấy, rồi anh em lên đây, một mình anh chấp hết. Đấy, ý ý nghĩa là như vậy đó, anh em hiểu chưa? Tại vì tớp mà. Ủa, con gồng này 7 sao anh em ạ. À. Gồng 7 sao, gồng trăng.
Lâu rồi, nếu mà không nạp thì không lên con rồng này được đâu. À, nạp thì rút vài ba lần đó là lấy hai hai cái con, rút vài ba lần thì lấy hai con cái mình ghép lên là nó lên được 7 sao nè. Con thánh 7 sao, thánh 7 sao cũng được. Nói chung là tầm khoảng 10 10 mấy lần quay vậy đó là nó lên được 7 sao rồi, là đẹp rồi. Rồi. Mình đứng bên ngoài mình dòm vô mình làm khách thôi nè. Bé Kem không phải chết đâu, nó bị lỗi đó nè. Bé Kem nó khỏe lắm, dễ gì chết nổi. Thích mình tại còn chưa chết, sao bé Kem chết được tại máu này nó lỗi á. Ồ, ai mà khỏe quá vậy ta? Vu Vĩnh Thọ. Vu Vĩnh Thọ này như mới ghép sao đó nè em ơi, chứ trước kia thì mình không thấy tên. Anh em là nếu mà anh em bị ghép vô cái cụm mình là im luôn. À, mình tính cài mấy cái viên này bán 20k viên được không ta? Đó nè, cài mấy cái viên này để dành bán 20k viên được không? Tại vì nó cũng khó, cũng hiếm đó nè. Đúng không? Muốn lên được thì nó chỉ có full thì nó chỉ có 90 viên thôi, 90 viên cho bậc 11 thôi. Còn bậc 10 thì nó rẻ hơn nè, bậc 10 nó rẻ hơn, mình thấy đa phần anh em toàn là chơi bậc 11 không, không ai chơi bậc 10 chứ. Nói mà cài cài bán viên 20k, 20k anh em ơi. Anh em đừng thấy 20k đúng là nhiều mà so với cái game này thì nó cũng rẻ lắm. Tính ra 20k thì không bao nhiêu nè. Ví dụ như là 210 viên thì có 200k thôi. Đúng không? À, 90 viên thì có 1 triệu 8 thôi chứ nhiêu đâu. Cũng không nhiều anh em. Nạp một ngày tính ra mà không bằng anh em nạp một ngày hai ngày cái sự kiện đó. Mà tính ra mua cái này sướng hơn. Chà, nó quýnh mình sắp chết luôn kìa. Ồ, ghép với kim anh em bằng hai thằng đỏ luôn. Ồ, kim mà đánh nó cũng trâu lắm nha anh em, trâu lắm á. Tại vì kim mà nó một bê mà nó đánh tới giờ này nó mới chết, mà có nghĩa là chứng tỏ nó trâu lắm anh em, mà chứ không phải dạng vừa đâu. Thấy vậy chứ đối thủ này cũng không yếu. Đấy, có hai gọng đua nhau quay kìa. Phải có thêm con, hôm trước có con nữa, hôm trước có ba con bốn con anh em, ba con bốn con nó đứng đều nó xoay tròn luôn á, ghê chưa, quá đẹp ha. Nhiều bài Khánh Linh, à Khánh Linh chắc tầm khoảng ngang ngang lực chiến mình hơn mình chút xíu. Rồi, để coi lượt chết bà rồi sâu rượu anh em ơi, gặp sâu rượu thì chịu rồi. Sâu rượu thì chịu rồi. Sâu rượu tại vì sâu rượu top 3 đó em, sâu rượu top 3. Chỉ đứng sau Vũnh Dễ Dãi với Nghĩa thôi. Hôm nay mình cũng không có vô bảng xếp hạng để coi nữa thì mới đây nó 5-6 triệu mấy, 6 bi mấy đó em ơi, mau thấy ghê thiệt chứ. Mấy hôm qua hôm kia gì đó thì nó chỉ có 5 bơi thôi, mà ngày hôm nay cách nhau có ngày hai ngày là nó đã 6 bê rồi. Đường phong bóng ma, à được, nói chung là này đánh được. Quất ù bà, cố trường ca nó 500 mấy thì hôm nay không biết lên 500 mấy chưa, không biết. Cha gặp ông nội kia đứng dưới luôn kìa. Cố Trường Ca nay chắc là 400 mấy, hôm trước là 400 mấy rồi, hôm nay chắc là nó lên top 2 rồi, nó nạp dữ dằn lắm em ơi. Hôm trước thì nó không có nạp, nhưng mà khoảng tầm khoảng 20 hai mấy ngày vậy đó nó bắt đầu nó nạp đâu tắt thêm chục triệu nó hay gì. Nay nó viết 11 hay gì rồi, viết mùi viết 11 gì rồi. Anh cũng chịu chơi lắm, lúc trước anh yếu lắm. Lúc trước ảnh top 10 mình top 9 mà mình vượt qua lực chiến của nó đó. Cái sau này không biết sao mà cái động lực nào mà nó chơi thêm một phát là nó nạp thêm cái chục triệu gì nữa anh em. Ù bà, gặp mấy cái sự kiện, ra sự kiện liên tục luôn. Mấy ngày đó nó lên trong một ngày mới lên 50 triệu lực chiến á, ghê chưa. Bắt đầu là nó lên vèo 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 luôn tới hôm nay luôn em, tại vì nó nạp vàng còn nhiều mà. Chu Đình Phúc, người giết mạng, giết nhiều giết trẻ không quan trọng đâu anh em ơi.
À, cái kỹ năng của mình là boost cho đồng đội nha. Đó, kỹ năng của mình trong cái hoạt động này nè, trong cái hoạt động này là kỹ năng mình boost boost cho đồng đội 1% HP. Đấy, mình không có nâng cái đường công hay gì chứ, mình cho bản thân mà mình chơi là chơi chung nè, có nghĩa là boost cho đồng đội tăng HP. Để coi có bé kem. Quái trưởng. Cố trường ca, có cố trường ca nó khỏe quá. Cố trường ca với bé kem chung nữa mà. Mấy cái trận mà mình đụng góp gặp với chung với top nè. Top top 2, top top 2, top 6 gì đó chung. Mình không cần vậy, mình chỉ cần mỗi một trận mình ghép với một top thôi, ví dụ như nằm trong top 10 trở lại đúng không? Mỗi trận mình ghép với người có kim. Chết bà. Con kim sao đánh nó đây? Kim nó dỗ mình một phát là về trời đó em, dù sao nó cũng một bê mà mình có 200 mà đúng không? Nó dỗ mình một phát là tan nát. Để coi. Ồ, lỗi lem bé cam. Ừ, nó bị lỗi cái này mà. Rồi chết thiệt rồi em ơi, mình thử nó bị lỗi nữa. Ồ, chết chưa? Vậy là chắc là bé cam bị lỗi rồi đó anh em ơi. Đúng là bé cam nó bị lỗi rồi, nó bị lỗi, nó chắc nó không vô được quá. Chứ bé cam đam cũng to lắm, đam to thì cũng thấy cũng to lắm mà chắc không lại kim đâu. Mình thấy rồi, mấy lần trước quýnh không lại kim. Mình không biết là nó bán cái ạt bao nhiêu thôi, nhưng mà chắc cũng không cũng rẻ thôi, nhưng mà nó đỡ lắm anh em ơi. Bán rồi thì nó cũng đỡ lắm. Cái game này nó gộp server lại rồi, nó gộp server rồi, cho nên là nhiều khi á mình nhìn mấy cái tên nè, anh em nhìn thấy này. Nguyên một cái dãy số luôn. Đấy, nguyên một cái dãy số phía trước. Ai? Cho mày chết. Đức thắng. Ly Đức thắng. Đức thắng có nghĩa là không còn thắng, mà không còn thắng là sẽ thua. Cái gì mình mới mới đọc mình tưởng đâu là vô địch Euro thiên hạ mặc địch. Nhiều khi mình cũng muốn làm mấy cái bảng này nè, mấy cái bảng cái chữ này nè, cho cái kiểu dáng nó đẹp nè, thấy nó rườm rà cũng đẹp. Nói chung là làm mấy cái danh hiệu này cũng đẹp. Có lúc ha, nó ghép rất là nhanh, có lúc ghép chậm lắm nè, có khi nhiều khi mà vừa vô nó năm thằng nó đợi sẵn, mình nhắn cái nó vô liền luôn. Anh em thấy 45 giây, 45 giây mới vô. Để coi ai đây, Nguyễn Phú, Văn Long, Khắc Triệu. Hình như là Khắc Triệu cũng khỏe lắm hay gì á. Mấy cái tên này thì mình không thấy lên trên liên server anh em ơi. Không thấy lên liên server. Mà không thấy lên liên server là coi như thắng chắc á. Đấy, con gọc nó bay bay. Rồng bay bay. Hai con. Chà. Ủa sao mình giết có hai thằng mà. Này kích sát không vậy là bên kia bị lỗi rồi. Bị lỗi rồi. Không phải lỗi nè, nó chắc là bị gì á. Chắc bị lắc mà nó vô không được chứ không phải gì đâu. Mình nhớ ngày xưa mình chơi kiếm ca mình có được mấy, mình mặc dù mình không có nạp anh em, mình không có nạp nhưng mà mình vẫn là kiếm được mấy cái sự kiện bia, mấy cái trang phục mà bikini đồ đó nè. Sao mà cái con này mình nạp nhiều lắm, mình không nhận được cái bikini luôn á ta. Số cái trang bị, một số trang bị nó có bikini rất là đẹp đúng không, mà cái con này thì mình không có. Mình nạp dù mình cái này mình nạp cũng nhiều lắm mà sao mình không thấy. Mà một số anh em kia là có sự kiện chắc nhiều hơn, chắc cũng có nè, cái sự kiện này lại không có. Trước tiên trời 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 trời, nó quýnh sắp chết luôn. Bay 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 không được, hên quá, trụ được anh em ơi.
Để coi ai vậy? Lý Quang Dũng. Beckham hên quá. Mình xông lên đầu tiên là coi như là cái thằng xông lên đầu tiên là cái thằng ngụm trước đó nè. Một thằng mà bị ba thằng đánh, tại vì cái máy mình nó không có lắc. Nó vô cái nó lên liền à. Còn máy anh em chơi trên điện thoại thì nó chậm hơn. Vô danh Beckham. Rồi rồi, trận này thắng chắc nữa rồi anh em ơi. Nói chung là tự tin mà xung phong đi lên luôn á, không sợ chết luôn, chết thì cũng không sợ luôn á. Đây là nói chung là rất là tự tin luôn nha em. Thua thì thua cũng không sao đâu. Đấy, ghê chưa. Nói chung là có lá bùa hộ thân mà anh em. Anh em nào mà không có lá bùa thì chịu. Anh em thấy nè, anh em biết không, nếu mình nhớ không lầm là ngày xưa á, cái thằng kiếm ca nó sẽ có một cái kỹ năng nha nè, có nghĩa là nó sẽ có một cái kỹ năng là xung quanh á, xung quanh nó có kiếm nó bao quanh nhân vật của nó nè, là cái kêu nó rất là mạnh luôn á, thì nó cũng giống như gan như kêu này nè, nó cũng có một cái kêu quay xung quanh nữa, mà bây giờ sao mình không thấy nó anh em ơi, như cái game này không thấy luôn á. Sử dụng cái là kiếm nó bay xung quanh nhiều lắm. Đấy, gian vậy là được em, cứ gian vậy mà tinh tế thôi. Lên đây ta chẳng sợ ai, ta không còn sợ ai nữa. Vô đây cưng. Rồi rồi, nó đi lên đây. Rồi, nó bỏ qua mình luôn rồi kìa em. Nó xem thường mình hay sao á. Chạy có cả. Là người hay là máy vậy mày? Nó chạy lên chạy xuống. Hay là không, nó không tìm gặp mục tiêu ta. Ngẫm. Ăn hết luôn rồi. Mình không biết nó là người hay là máy nữa. Nó chạy lên rồi nó chạy xuống rồi nó chạy gì chạy về nữa, không hiểu sao luôn. Hoạt động dạ yến bang sau 10 phút sẽ mở, có nghĩa là còn 10 phút nữa. Nhất đại tông sư, nhị đại tông sư, cái này kìa, mấy cái danh hiệu nó cứ thông báo là hết hạn hoặc hết hạn hoài luôn. Cái này thì vô đây hên xui anh em, lực chiến thấp thì thấp chứ vô mà ghép đụng với tớp đỡ khỏe lắm. Đấy, hai con gọc này nó bay sao nó không đều cả. Ủa sao mà con gọc nó được tắt vậy ta, con gọc mình đâu có tắt đâu ta, hay là mình là tại mình thấy nó tắt chưa. Đường phong, như đường phong cũng khỏe hay sao không, nói chung là đụng mấy đối thủ này chúng ta phải đánh đàng hoàng lại. Thích hòa hợp là không phải máy đâu, là người đó. Ha, ta giết ba mạng luôn. MVP. Trời ơi, mới có 3.540 điểm thôi. Còn gần 300 điểm nữa ta. 2.600 nữa. Ủa, để coi 2.600, 3.400. Chết rồi nè em ơi. Bộ tôi nó qua bên kia rồi. Nói chung là qua bên kia thì mình cũng phải tự tin mình xông lên luôn anh em, mình không thể nào mình tránh nó được. Trước sau gì mình tránh làm cái gì trước sau, nói chung là phúc không phải là quả, mà là quả thì không thể nào là phúc được, đúng không? Cho nên là anh em cứ xông lên, quất lọ lem, bập lọ lem. Đánh không phải nghĩa thôi, chịu.
Hiểu quá, quá khỏe. Mình không bằng, nói thiệt với anh em á, là mình không bằng anh em, không bằng cái lẻ của nó nữa, cái lẻ của lực chiến nó nữa, đúng không? Lực chiến của người ta lên tới B, của mình còn chưa lên B được anh em ơi. Nó chơi thốn lắm này, mình lên lên tới 11, viết 11, viết 12 thốn lắm, lên tới đó rồi. Anh em mình cứ nghe câu là viết 12, viết 12 là chắc chắn là lên tới là 200 triệu. Tầm cỡ đó đó, viết 12. Mà cái game này thì nó rẻ hơn nè, game này nó nạp rẻ hơn. Nó nạp 1 triệu thì anh em được 10.000, 1 triệu anh em được 10.000. Mà nó đỡ cái này em ơi, ví dụ như nếu mà anh em nạp từ 1 triệu, anh em là cái mốc nạp anh em trên 5 triệu thì anh em đã có vô cái gọi là sao ta, nạp nạp được ưu đãi thêm 10% hoặc là 10%. Còn ai? Nguyễn Đình Hợp. Nó sao nó khỏe quá vậy ta? Nói chung là anh em mà nạp từ 5 triệu trở lên thì nạp trực tiếp thì cứ 10 triệu anh em được 1 triệu mốt, nó tính ra vậy đó. Nạp 1 triệu, 10 triệu thì ra được 11 triệu chứ, lộn. Nếu mà em nói chung là 10% đó anh em. Anh em nào có tiền thì anh em cứ chơi vậy đi. Nó cố trường ca. Con nào quốc nó không ta, rồi bóng ma cũng yếu anh em. Mình hy vọng vô bóng ma nó có mấy mới cho mình thì mình đánh không lại nữa rồi. Quốc. Sell. Ấy, quýt không lại anh em ơi, không lại thật. Khỏe quá, có chữ K nó trên 400 rồi, chắc cái tầm khoảng 500, gần 500 chứ không bởi không tệ đâu. Tại vì nó 400 hồi mấy ngày trước đăng mà. Mình không đụng lại nó rồi, nay chơi không lại nó đâu. Mà cái gì cũng vậy anh em, đấy, lâu lắm rồi mới ghép lại với Kim. Kim kem kem để cho Kim lên trước. Ây da, nó mình bị ai đánh vậy ta, nó chạy mình không biết bị ai đánh luôn á. Nói chung ghép vô tới đó rồi, ghép vô tớp rồi cũng làm biến lắm á, đụng với tớp rồi làm biến lên đó. Kệ, trước sau thì cũng thắng, lên thì lên đó, đâu có ngại. Nếu mà đánh bình thường mà ngang ngang là chiến đúng không, thì mình còn chia ra, chia xa, xa ra em, chứ anh em lên ngay giữa mà ba thằng nó dập cái một chết ngắt liền à. Ngang ngang là chiến mà ba thằng nó dập cái là chết ngắt liền, dính ba cái bạo kích là chết liền đó. Có nghĩa có nghĩa đâu, có nghĩa có tình có lý được. Trời ơi, chích ba rồi, không sao không sao không sao, có sâu rượu mà lần này mình trả thù, sâu rượu. Lên con, ấy 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 gì vậy? Ủa sao kỳ vậy ta, sao sao nghĩa đến không lại xô rượu. Anh em đợi mình tí mình ra mình kiểm tra cái lượt chiến này lại coi nè, kiểm tra cái bảng xếp hạng lại coi sao mà xô rượu nó lại khỏe hơn ta. Xô rượu top 3 mà, để coi lăng đúng không, xô rượu top 3 mà. Đấy mình không biết bây giờ đang ghép ra, mình đang lên trang web mình xem kỹ lên nè. Ủa hay là nó ý, hay là đừng có ý y nghe trời, ý y là bị nó sốc thiệt đó anh em. Ủa sao bảng xếp hạng anh em biết không, hai thằng tớp mà nó ngang ngang chút xíu lượt chiến ha. Ồ thắng luôn hả ta, ba phút nữa để mình coi cái này. Cái bảng xếp hạng coi. Ôi sao sao rượu bữa nay lên, sao rượu bữa nay lên top 2 rồi. Ôi sao sao ta,
Ủa sao Sô Gụ nay lên top 1? Thích cà trai bộ đổi tên rồi sao ta? Sô Gụ nay top 2 rồi. Ủa? Thích cà trai đổi tên á. Vậy là đổi tên rồi anh em ơi, nó đổi tên rồi anh em ơi, đi. Để chúc mình cho anh em xem bảng xếp hạng nè. Ủa? Kỳ kỳ nha, có kim, có kim. Ồ, sâu rượu nó lên top 3 rồi. Ủa? Lucky Gon là 1v6 nè, Tiểu Thanh 1v4, 1v8 chứ. Đầy lạc lối 2v4. Ủa? Cái bảng xếp hạng cho nó thay đổi hoài vậy ta, bảng xếp hạng lại thay đổi nữa nè. Ủa thích cà chai là ai? Để mình hỏi thử coi anh em ơi. Ủa nó nhanh quá anh em ơi, lần này nó nhanh quá, xong rồi nè. Ủa Nghĩa sao Nghĩa hôm nay không không có nằm không có nằm trong bảng xếp hạng luôn ta, không có nằm trong top 10 luôn. À chết bà. Ờ, có Nghĩa có Kim luôn. Kem đánh không lại là phải rồi, kem bị chảy là phải rồi. Một kiếm xuyên tim. Ủa sao mình không thể nào tin được nè. Mình tin á. Ủa Nghĩa Nghĩa là, ủa hôm trước là nó đã năm bi mấy rồi mà ta. Kỳ quá anh em ơi, đến chút xíu mình cho anh em xem cái bảng xếp hạng lại nè. Chắc là trận này trận cuối rồi đó nè. Đây Nghĩa. Ồ có sâu rượu rồi top 2 rồi. Trận này thắng chắc rồi. Ủa, lúc nãy mình cứ tưởng là sâu rượu. Đấy để cho nó lên cái đi anh em ơi. Không sao ta trả thù. Ao ao rồi không kịp. Ôi sao lại đánh mình ta ở sâu gụ nó khỏe thiệt anh em ơi, đúng là kiến cao đánh hết ít mất máu thiệt á. Rồi đó trận cuối rồi đó anh em ơi. Rồi để mình cho anh em xem cái bảng xếp hạng nha anh em. Rồi đây chính là bảng xếp hạng nè anh em. Ủa sao bảng xếp hạng này hôm nay nó kỳ kỳ quá vậy ta. Mình nhớ hôm trước là Nghĩa nó top 3 gì mà sao hôm nay đổi lại ta, nó đổi lại nó gặp. Không lẽ mình coi xếp hạng bang sao, đâu phải đâu. Đó, đây là xếp hạng của Liên Server này em. Còn Nghĩa đâu? Nghĩa Nghĩa đánh thắng Kim mà đúng không? Nghĩa nãy lúc nãy đánh thắng Kim luôn mà. Phải không ta? Để coi sâu. À, thích cài trai này là Dũng. Dũng à, thích cài trai là Dũng à. Anh em cứ vào trong cái bảng xếp hạng game là đấu đỉnh phong là anh em biết liền à. Để mình dùng cái. Ủa sao nó không cập nhật tên người ta? Dũng dễ dãi, vẫn là để tên Dũng dễ dãi nè anh em. Dũng dễ dãi. Thôi, thôi nói chung là hoạt động tới đây sẽ tạm dừng tại đây nha anh em. Nói chung là tối là hoạt động vui vẻ thôi anh em. Ngày mai buổi tối mình sẽ live, buổi tối mình không không hạn chế quay nha. Tối là live đánh nhau cho nó vui anh em, đi hoạt động cho nó đầy đủ chút xíu. Mình hạn cũng hạ, ban đêm mình cũng không cài lon nữa nè, ban đêm mình cũng không cài lon nữa. Rồi, nói chung là video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Giờ đi sang bốt vip anh em ơi. Rồi, chúc anh em chơi game vui vẻ nha anh em.